Chào mừng quý khán giả đến với bản tin kênh bóng đá Việt Nam. Hôm nay là ngày 9 tháng 9. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe. Chúng ta cùng bắt đầu đến với bản tin hôm nay. Chiều ngày 8 tháng 9, huấn luyện viên Jose của đội tuyển Việt Nam đã cho biết danh sách 26 cầu thủ sẽ tham gia trận giao hữu với đội tuyển Palestine vào ngày 11 tháng 9 tới. Trong danh sách này có một số thay đổi quan trọng. Trung vệ Bùi Tiến Dũng không được gọi lên. Trận giao hữu sẽ diễn ra tại sân Thiên Trường ở Nam Định vào tối ngày 11 tháng 9 trong khuôn khổ FIFA Days. Để chuẩn bị cho trận đấu này, huấn luyện viên Jose đã rút gọn danh sách cầu thủ từ 30 xuống còn 26 người. Các cầu thủ không được gọi lên đội tuyển cho trận gặp Palestine bao gồm hậu vệ Hoàng Thế Bình, Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Hữu Sơn, Dương Văn Hảo và tiền đạo Đinh Thanh Bình. Trong số 4 cầu thủ từ đội U23 Việt Nam lên tuyển Việt Nam, chỉ có hậu vệ Giáp Tuấn Dương được giữ lại trong danh sách. Hậu vệ Trần Nam Hải đã được tập trung cho đội tuyển Olympic Việt Nam để chuẩn bị cho AFF 19. Cầu thủ Việt Kiều Nguyễn An Khánh mới 18 tuổi đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn chưa đủ điều kiện tham gia đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, huấn luyện viên Jose vẫn đánh giá cao tiềm năng của An Khánh và sẵn sàng hỗ trợ anh phát triển. Việc triệu tập An Khánh vào danh sách tập trung của đội tuyển thể hiện mong muốn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban huấn luyện đội tuyển trong việc thu hút cầu thủ từ nước ngoài, đặc biệt là những cầu thủ có quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, sự cạnh tranh là công bằng đối với tất cả các cầu thủ, không quan trọng họ đang thi đấu ở Việt Nam hay ở nước ngoài. Ai đáp ứng được các yêu cầu của ban huấn luyện và có phong độ tốt sẽ được lựa chọn. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có một buổi tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển đến Nam Định vào ngày 10 tháng 9 để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Palestine. Trước khi đến Nam Định, huấn luyện viên Philippe Chuje sẽ công bố danh sách chính thức với 23 cầu thủ. Cầu thủ trung vệ từ Hà Nội FC Bùi Hoàng Việt Anh đã gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội sau khi rời đội cũ. Anh ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương 70 triệu đồng mỗi tháng. Dù số tiền chuyển nhượng không được tiết lộ, nhưng có thông tin cho rằng Việt Anh nhận được 5,5 tỷ đồng mỗi mùa từ câu lạc bộ Công an Hà Nội. Việt Anh sinh năm 1999 đã có sự nghiệp đáng chú ý tại Hà Nội FC. Anh đã thi đấu 78 trận cho đội này và ghi được 9 bàn thắng, giúp câu lạc bộ giành nhiều danh hiệu như chức vô địch V-League và cúp quốc gia. Việt Anh được biết đến không chỉ bởi tài năng bóng đá mà còn bởi về ngoại hình điển trai của mình. Tại câu lạc bộ Công an Hà Nội, Việt Anh sẽ gặp lại hai đồng đội cũ là Quang Hải và Văn Hậu. Dù còn trẻ nhưng anh đã có kinh nghiệm thi đấu cả ở trong nước và quốc tế. Anh từng khoác áo tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, thậm chí giành huy chương vàng SEA Games 31 tại Việt Nam. Sự tham gia của Việt Anh sẽ củng cố sự mạnh mẽ của hàng phòng ngự của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đội này vừa đoạt chức vô địch V-League 2023 nhưng đã phải thủng lưới 21 bàn sau 20 trận. Nhiều hơn so với các đối thủ như Viettel 17 bàn và Nam Định 19 bàn. Trong khi đó, câu lạc bộ Hà Nội FC đang trải qua quá trình thay đổi đội hình trước khi bước vào mùa giải 2023-2024. Ngoài Việt Anh, đội bóng này còn chia tay một số cầu thủ kỳ cựu như Thành Lương, Văn Công và Văn Kiên. Câu lạc bộ Hà Nội vừa có thêm một tân binh chất lượng là Damien Litalek. Anh này từng khoác áo đội U17, U18, U19 của đội tuyển Pháp và có thành tích ấn tượng khi chơi bóng tại châu Âu. Damien Litalek sinh năm 1990, cao 1m86, đã thi đấu cho nhiều đội bóng nổi tiếng. Anh đã giành chức vô địch Bundesliga với Borussia Dortmund và hai lần đoạt ngôi vô địch Sevilla cùng với câu lạc bộ sao đỏ Belgrade. Sau thời gian thi đấu ở Dortmund, Damien Litalek đã chuyển đến các câu lạc bộ như Nang của Pháp, Hovela của Ukraine, Moldova của Nga. Sau đó, anh gia nhập câu lạc bộ sao đỏ Belgrade và cùng họ vô địch Sevilla hai lần. Tại một thời điểm, anh đã được định giá cao nhất lên đến 4 triệu euro, hơn 103 tỷ đồng. Trong sự nghiệp của mình, Damien Litalek đã chơi ở nhiều vị trí khác nhau, từ tiền vệ trung tâm đến trung vệ, tiền vệ tấn công, tiền vệ phải, hậu công và thậm chí là tiền đạo. Với sự tham gia của Damien Litalek, câu lạc bộ Hà Nội đã có tổng cộng 6 cầu thủ ngoại binh cho mùa giải 2023-2024. Điều này cho thấy quyết tâm của họ khi tham gia AFC Champions League sắp tới và đội bóng sẽ đối đầu với các câu lạc bộ Vũ Hán Tam Chấn của Trung Quốc, Pohang Steelers của Hàn Quốc và Urawares của Nhật Bản trong vòng bảng của giải đấu. AFC Champions League 2023-2024 sẽ bắt đầu từ ngày 18 tháng 9. Chủ tịch câu lạc bộ Long An, ông Võ Thành Nhiệm thông báo rằng đội bóng này đã chia tay huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức sau khi hợp đồng của ông kết thúc. Ông Nhiệm cho biết tình hình kinh tế khó khăn nên ở mùa giải tới, Long An chỉ đặt mục tiêu trụ hạ. Trong lúc đó, huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức mong muốn dẫn dắt một đội bóng có tham vọng hơn. Thế nên chúng tôi đã chia tay nhau sau khi hợp đồng kết thúc. Sau khi chia tay Bình Dương, huấn luyện viên Anh Đức đã đến Long An và thi đấu ở hạng nhất từ tháng 2 năm 2021. Trong mùa giải này,
bị hủy bỏ do Covid-19, Anh Đức đã ghi được 5 bàn thắng cho đội bóng miền Tây. Trong mùa giải 2022, Anh Đức được đăng ký với tư cách là cầu thủ và huấn luyện viên phó. Chuẩn bị cho mùa giải hạng nhất năm 2023, huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức đã được giao trọng trách dẫn dắt Long An. Dưới sự chỉ đạo của ông, đội bóng đã thi đấu ổn định và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Đây là tấm huy chương đồng đầu tiên của Long An sau 8 năm rớt xuống hạng nhất. Kết thúc mùa giải 2023, hợp đồng giữa hai bên cũng đã kết thúc. Như đã nêu bởi chủ tịch câu lạc bộ, mục tiêu của Long An trong mùa giải 2023-2024 là chỉ cố gắng trụ hạng và chưa tính đến việc trở lại V-League do tài chính khó khăn. Với đội bóng không có tham vọng, huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức đã quyết định rời khỏi V-League sau 3 năm gắn bó. Ghế huấn luyện viên trưởng của Long An sẽ được trao lại cho huấn luyện viên Ngô Quang Sang. U23 Việt Nam đã bắt đầu vòng loại châu Á với một chiến thắng trước U23 Guam và mọi sự chú ý dường như tập trung vào sự lựa chọn và phong cách thi đấu của huấn luyện viên Chu Jie. Nhìn lại, so sánh giữa huấn luyện viên Chu Jie và người tiền nhiệm Park Hang-seo có thể thấy nhiều điểm khác biệt. Park Hang-seo đến với đội tuyển Việt Nam khi tình hình đang thấp điểm và với mục tiêu cải thiện từ đáy lên. Lúc đó, niềm tin của người hâm mộ không quá cao và áp lực lên huấn luyện viên không đặt lên vai ông quá nhiều. Đội tuyển không phải là tâm điểm chú ý lớn của bóng đá quốc gia. Tuyệt vọng và thấp thỏm, niềm hy vọng của người hâm mộ không lớn và điểm này giúp đội tuyển tự do hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang ở đỉnh cao về danh tiếng và thành tích trong lịch sử. Từ viện chạm đáy, đội tuyển đã trở thành tâm điểm và niềm tự hào của người hâm mộ. Đội tuyển không còn có sự tha thứ cho thất bại. Niềm tin đã trở thành điều hiển nhiên và áp lực để duy trì thành tích xuất sắc trở nên rất lớn. Huấn luyện viên Chu Jie đến với đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh khác biệt hoàn toàn. Ông đối diện với áp lực lớn để tiếp tục thành công của đội tuyển trong bối cảnh đội bóng đang ở đỉnh cao. Nhiệm vụ của ông không chỉ là duy trì mà còn là phát triển và xây dựng lên nền tảng cho tương lai. Huấn luyện viên Chu Jie phải xem xét lẫn giữa việc đạt được kết quả trong tương lai và duy trì thành tích hiện tại. Đối mặt với nhiều bài toán cùng lúc không dễ dàng, nhưng huấn luyện viên Chu Jie đến với sứ mệnh này với tầm nhìn và cam kết. Ông phải xây dựng một đội tuyển vừa có thể thi đấu ổn định trong tương lai gần, vừa phải có lợi thế cạnh tranh ngay từ bây giờ. Những trận đấu trong tương lai sẽ thể hiện khả năng của ông Chu Jie trong việc lập kế hoạch và xây dựng tương lai cho đội tuyển Việt Nam. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.